2020 là mùa giải đặc biệt nhất từ trước đến nay, bởi đây là lần đầu tiên giải đấu không đăng cai bởi một nước chủ nhà. Lần này sẽ tổ chức tại 12 sân vận động thuộc các quốc gia châu Âu. Đây cũng là dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập giải bóng đá danh giá nhất châu Âu này. Chủ tịch UEFA đương nhiệm kỳ này đã ví Euro 2020 giống như sự kiện lãng mạn kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 60. Bởi mức tiền thưởng của Euro dành cho đội vô địch Euro 2020 lần này cũng tăng hơn hẳn so với mùa giải trước đây. Bất chấp sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số tiền thưởng của Euro 2020 đã tăng tới 24% so với giải đấu gần đây nhất năm 2016. Theo Mail, đội thắng trong trận chung kết sẽ nhận được khoản tiền thưởng là 10 triệu euro, tương đương với 270 tỷ đồng, trong khi đội về nhì sẽ nhận được 7 triệu euro, tương đương với 192 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là mức tiền thưởng cho vị trí cuối cùng, chưa tính đến các khoản tiền thưởng dựa trên hiệu suất thi đấu khác. Cụ thể, chỉ cần đủ điều kiện tham gia giải đấu, mỗi đội trong tổng số 24 đội đã có thể bỏ túi 9,25 triệu euro. Ở vòng bảng, các đội sẽ nhận được khoảng 1,5 triệu euro cho mỗi trận thắng và 750.000 euro cho mỗi trận hòa. Vào đến vòng 16, mỗi đội sẽ nhận thêm 2 triệu euro. Ở vòng tứ kết, mỗi đội trong tổng số 8 đội sẽ nhận được là 3,25 triệu euro. Vào được tới vòng bán kết, mỗi đội trong tổng số 4 đội sẽ nhận được 5 triệu euro. Tổng số tiền thưởng lên tới 456 triệu euro. Và đội giành cúp cũng có thể mang về nhà số tiền thưởng tối đa là 34 triệu euro, tương đương với 934 tỷ đồng, nhiều hơn 7 triệu euro so với giải vô địch Euro năm 2016. Không ít người tò mò với đại dịch Covid-19 khi số lượng khán giả hạn chế vào sân, nền kinh tế của cả thế giới gặp khó khăn. Thế nhưng giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu này vẫn khiến người ta ngạc nhiên về mức độ giải thưởng khi còn cao hơn cả năm 2016 đến 24%. Lý giải về điều này, có lẽ năm nay là mốc sinh nhật đáng nhớ của Euro, chưa kể việc các nhãn hàng tài trợ cũng đã ký kết trước khi đại dịch bắt đầu. Thế nên việc tiền thưởng của Euro 2020 gần như không bị ảnh hưởng. Trước đó tại vòng chung kết Euro 2016, tổng giá trị giải thưởng là 301 triệu euro. Đặc biệt, đội giành chiến thắng trong trận chung kết sẽ nhận được 8 triệu euro, trong khi đội thua là 5 triệu euro. Tính ra, số tiền thưởng cho đội vô địch Euro năm 2016 sẽ lên tới 27 triệu euro. Trong khi đó, đội Á quân có thể kiếm được 24 triệu euro, còn giành huy chương đồng sẽ thu về 19 triệu euro.